bùng nổ tranh luận về việc xoài non luôn chủ động hôn Gưu Lê. Ai yêu hơn, người đó sẽ khổ. Mới đây, cặp đôi xoài non Phạm Thùy Trang và Gưu Lê Lê Thanh Trúc lại tiếp tục trở thành tâm điểm khi netizen soi ra cả hai hôn nhau trong bữa tiệc sinh nhật của xoài non. Được biết, bữa tiệc có sự xuất hiện của vài người bạn thân thiết với cặp đôi như là Misty, Ngọc Trinh. Cả hai đều diện trang phục màu trắng, đặc biệt là xoài non diện chiếc váy hở vai như công chúa. Trong một khoảnh khắc, xoài non bỗng nghiêng người và được Gưu Lê hôn vào mũi. Khoảnh khắc siêu ngọt ngào của cả hai đã nhận được cơn mưa ghen tị của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bên dưới bài viết bỗng có một ý kiến gây tranh cãi khi cho rằng xoài non luôn là người chủ động. Thậm chí ở nụ hôn này thì cũng là xoài non chủ động hướng về phía Gưu Lê. Một số nhận xét xoài non rằng ai nặng tình hơn thường sẽ khổ. Lúc nào cũng thấy xoài chủ động. Xem 10 video thì thấy 8 video xoài chủ động rồi. Kể cả sân Big Cabo hay ở đây thì cũng thấy xoài hôn Gưu Lê trước. Cảm giác xoài muốn công khai cho cả thế giới biết mình đang yêu, còn Gưu Lê thì cũng ngại và bình thường thôi. Đó là những comment nhận xét bên dưới đoạn video của cả hai. Bên cạnh đó, khi soi trang cá nhân của cả hai, xoài update ảnh chụp chung như muốn công khai cho cả thế giới, còn Gưu thì vẫn chỉ up ảnh cá nhân, không có hình ảnh của xoài. Hiện ý kiến này vẫn đang gây tranh cãi. Còn bạn nghĩ sao? Chia sẻ cùng TV Trend cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.